everyone. Sorry, I'm just trying to fix my screen. One second. Okay. Hi everyone. Sorry about that. Okay, just let me get my screen all fixed. Okay. So hi everyone. It's been a while since I've done a hair and makeup tutorial video. So today I'm going to share with you some of my hair and makeup tips. I've done a lot of these little videos before, but I'm trying new stuff for this spring because things are getting back. We're able to, you know, go to events and stuff like that. So I want to share with you some of my tips. So before I do my makeup, I always do my hair first because get it out of the way. I put my hair in these hot rollers, like you see here. There's one there. I'll put the rest for you to see, but get rid of the hair, do the hair first so that it's out of the way, and then you can move on to doing your makeup. So this is what my hair looks like after I wash it. You can see that it's long, it's tangled, and that's normal. So this is my hair just dry with the heater. So I've shared this before. I have a heater here that looks like this, and then when you turn it on, that. So this is a great heater that I use to dry my hair instead of using the typical my side, right? So here, okay, I use it to side up, and I find that it's so much easier. Mình gọi đầu xong rồi, Kelly mở lên cái này, thì nó giống như cái quạt, mà cái quạt cái này vừa thổi lạnh và vừa thổi nóng nữa. Cho nên khi mà Kelly muốn làm cho tóc khô á, thì Kelly dặn qua cái heat nè. Thì mình cứ ngồi, mình mở lên ha, mình mở lên xong rồi mình ngồi ở đây. Thì trong lúc mà mình ngồi ở đây mình cho tóc khô á, thì mình có thể làm email hoặc là mình có thể làm việc trên computer. Thì cái này Kelly thấy rất là tiện, để khỏi phải ngồi đó mà cầm cái máy sấy cả nửa tiếng đồng hồ. Thì sau khi mà Kelly ngồi khoảng 20 phút xong thì tóc nó khô cũng gần 95%, thì nó nhìn như thế này. Thì bây giờ Kelly sẽ chải nó cho nó thẳng ra trước khi mình quấn hot rollers. Thì khi mà mình chải tóc với các bạn thì chúng ta luôn cầm tóc ở đây nhé, và mình chải từ dưới lên trên. Và tại vì mình không làm vậy thì mình sẽ dễ bị đứt tóc. Nếu mà mình kéo tóc từ chân tóc cho tới xuống thì nó quá là nặng cho cái chân tóc của mình. Cho nên nhiều lúc mình bứt tóc của mình ra hay là mình rip your hair out is because you're not brushing it from bottom down. So always detangle from the bottom first and then work your way up to the top. Okay? So if you're running into any knots or tóc có bị rối á, thì các bạn cứ nhẹ nhàng mà chải cho nó ra. Same thing on this side, hold the hair like this. Brush bottom up. Mình chải từ dưới, mình chải lên trên. Thì cách đó mình sẽ đỡ bị rụng tóc hơn. Nhất là mình lớn tuổi rồi, tóc mình mọc lại rất là chậm. Cho nên các bạn cố gắng làm sao mà khi mình chải tóc hoặc là khi mình làm tóc, mình cẩn thận với tóc mình. So, rồi khi chải xong thì hiện giờ tóc của Kelly cũng 100% khô rồi. Thì cái này Kelly mới gội sáng nay. Thì dù cho tóc mình có 100% khô thì nó vẫn ăn cái style. Tại vì nó khô ở ngoài nhưng mà ở trong cái tóc của mình, ở trong á, thì nó vẫn còn cái độ ẩm. Tại vì mình mới gội. Cho nên thường thường các bạn mà làm tóc, sấy tóc hoặc là style tóc khi mà mới gội đầu xong, nó ăn hơn là khi là mình để 2-3 bữa sau mình mới làm. Tại vì lúc đó là tóc của mình nó đã hoàn toàn khô từ trong ở ngoài rồi, cho nên nó khó ăn hơn. Còn cái này tóc của mình á, mình mới gội thì dù cho mình có sấy cho nó khô đi nữa thì nó vẫn còn chút xíu độ ẩm ở trong tóc thì nó sẽ dễ ăn nếp hơn. Rồi bây giờ Kelly sẽ chải và gắn những cái hot rollers này. Thì cái rollers này á, Kelly đã làm nhiều video trên YouTube lắm rồi. Các bạn nào muốn coi chi tiết hơn thì các bạn có thể xem những cái video
chia sẻ làm tóc của Kelly ở trên YouTube Kelly Hồng Lê nhé. Nhưng mà bây giờ Kelly chỉ làm cho nó lẹ. Đó. Thì mình chải cái này ở lên trên là để cho tóc mình nó đứng lên á. Thì khi nó đứng lên nó sẽ có cái độ phồng hơn. Tóc mà dài như Kelly đang nói mà không style nó thì nhìn nó dài, nó lượng thượng lắm. Nhưng mà khi mà các bạn style lên hay là quấn lọn lên thì nó rất là đẹp. Thì có rất là nhiều bạn thắc mắc là tóc Kelly tại sao dài và dày vậy. Thì thật sự tóc này là tóc nối của Kelly, chứ tóc thật của Kelly nó ngắn và nó ít lắm các bạn, nó không có nhiều như vậy đâu. Đó. Cho nên Kelly gắn tóc nối vào á thì nó giúp cho Kelly có tóc nhiều hơn. À, đồng thời á những cái màu sáng giống như là màu blonde, bạc hoặc là những màu tông sáng mà tóc của Kelly nó không chịu đựng được nhuộm á, thì khi mà Kelly gắn extension thì Kelly có thể gắn bất cứ màu nào mình muốn. Cho nên extension không phải là chỉ làm cho tóc mình nó dài và dày thôi, nhưng mà nó giúp cho mình có cái màu mà mình không thể có được nếu mà mình nhuộm. Rồi các bạn cứ chia tóc, mình muốn nó quăng nhiều á thì mình lấy cái section, cái tóc ít thôi. Tại vì tóc ít mình quấn nhiều thì nó sẽ cong nhiều. Còn mình muốn cho nó hơi giận giận mà không có nhiều thì mình lấy thêm tóc nhé. Nhưng mà đặc biệt là những cái hot rollers này nè, nó phải quấn trong tóc của mình. Cho nên nếu mà các bạn lấy dày quá đó, mà nó không ăn tóc thì nó cũng sẽ không có work. Cho nên mình nhìn cái rollers như thế này thì mình nhắm chừng cái tóc khoảng như đó để cho nó vừa đủ để quấn. Giống như các bạn tưởng tượng mình đang cuốn chả giò mà cái miếng bánh tráng nó có nhiều đó mà mình lấy nhiều nhân quá thì cái bánh tráng nó cũng không có đủ để nó chứa, đúng không? Thì cái này nó cũng tự tựa như vậy đó. Thì mình lấy một tóc tương đối thôi. Và các bạn nhớ là khi mình quấn cái này á, là tóc mình phải hoàn toàn khô nha. Tại vì nếu mà ở ngoài nó vẫn còn ẩm ướt á, thì nó sẽ không có ăn. Tại vì cái này nó không có đủ nóng như là một cái máy ép mà nó mạnh về cái độ nóng. So therefore, just make sure that when you're taking your sections, you're taking the appropriate section so that it can wrap around the rod. If you take too thick of a hair, then it will not set properly. So this is how I set my hair in hot rollers. I've done a lot of these videos on YouTube, so feel free to go on Kelly Hồng Lê to check it out. But this is how I set my hair. And then those of you who want to have those curtain bangs that is very popular now, you can get your, you know, front cut. And then after that, you can just use these hot rollers at home to style it. So this is, I hope this tutorial is helpful for both males and females. The ladies can learn how to do this, or your boyfriend or your husband can learn how to do this and he can do it for you. But that is how you do the bangs. So even though you want your bangs to flip out, like side sweep bangs or curtain bangs, I still like to curl the bangs forward so that it helps these hair in the front to lay down. Because if you roll it back, you'll get this mountain hair at the front. You know what I mean if you do it. So if you style it backwards, it'll go like this, right? But if you style it forward, it'll go curving in and flipping out. So it's like actually like a curtain. So I'll just leave that for a couple of minutes. This I will leave on the whole time while I'm doing my makeup. But this I will just leave on for like
3-4 minutes. It doesn't have to be too long. So in the meantime, while I'm doing that, setting my hair, I'm going to do my makeup. So I'm going to bring this a little bit closer so that you can see what I'm doing. So Kelly chia sẻ những cái trang điểm và làm tóc cho những chị nào hay những bạn nào mà thật sự không biết gì về trang điểm ha. Có rất là nhiều chị chia sẻ với Kelly rằng là chị không biết làm tóc, chị dở lắm. Nhưng mà Kelly hỏi là xin hỏi chị làm nghề gì, thì chị nói là chị làm nghề nails. Thì đối với Kelly á, nghề làm nails nó còn khó hơn nghề làm tóc là tại vì nó rất là tỉ mỉ. Cho nên nếu mà chị nào mà làm nail được thì Kelly nghĩ là làm tóc rất là dễ, chỉ là họ chưa có cơ hội để mà học hỏi hoặc là chưa có cơ hội để mà được hướng dẫn thôi. Chứ Kelly thấy làm tóc dễ hơn làm nails nhiều. Cho nên vì thế video chia sẻ của Kelly nó rất là căn bản, nó từ từ cho những ai mà không biết gì hết. Chứ Kelly không dám múa rìu qua mắt thợ với những người chuyên môn nhé. Rồi, thì đây là cách Kelly chuẩn bị tóc của mình. Và lát nữa khi mà Kelly xong á, Kelly sẽ cho các bạn xem thì các bạn sẽ hiểu vì sao mà Kelly rất là thích xài cái hot roller này. Và khi mà mình xài cái này á, nó không có hại tóc bằng xài những cái curling iron hoặc là flat iron, là tại vì những cái đó nó nóng lắm. Còn cái này nó nóng nhưng mà nó vẫn đụng được cái tay. Và khi á, mà mình quấn sau một thời gian thì cái này nó nguội dần dần, thì nó giúp làm cho tóc mình nó ăn nếp, right? So the reason why I like to use these hot rollers again is not as hot as your curling iron or your flat iron, hence the reason why it's not as damaged. So therefore, using this, I find it really good for medium texture to fine texture. Thick, coarse, wiry, curly hair may be a little bit more difficult. You may have to like smooth it out straight before you use this. But if you have medium texture, medium density to fine texture, fine density, I find that the hot roller works really well. Okay, and the good thing about this is it's not too hot like a flat iron and a curling iron, and it's touchable. And when you put it in your hair like this, it gets a chance to cool down after like, you know, 10-15 minutes. It cools down, so it helps to set the hair. And that's what give it a really nice style for a long time. So this has been a few minutes. I'm going to take this out. Okay. And you can see that the hot rollers just give it a really nice smooth curve. And because I put it forward, now that I go like this, see, it actually covers the forehead, giving you that curtain bangs. If I had it roll like the opposite way going back, then this would be exposed. See that? Like it would be like kind of like this, which I don't like. I actually like my bangs covering my forehead. So that's the trick in styling the bangs. And you can either part it in the middle and have it like this, side swept, to help hide some of my receding. You can see that I'm starting to bald or receding hairline right here. This is actually receding hairline. Khi mà tóc mình nó bị lùi lại, có nghĩa là một là nó không mọc nữa, hay là nó rụng rất là nhiều. Cho nên Kelly bị hơi hói những cái chỗ bên hông này nè. Bên này hình như hói hơn bên này. Cho nên khi mà Kelly cắt cái curtain bangs, thứ nhất là khi mà Kelly bới tóc lên, nhìn cái mặt nó đỡ mập. Thứ hai nữa là mình che được những cái chỗ mà nó bị rụng, nó bị hơi hói ở đây. Và đồng thời nó cũng là một cái kiểu mới. Khi mà mình bới lên hoặc là mình để xuống, nó có cái framing như thế này. Thì cái kiểu mái này hiện giờ rất là popular với các bạn. Cho nên Kelly có làm cái
livestream video để mà chỉ các bạn cắt máy như thế này nè. Thì các bạn nào thích có thể xem cái đó. Và thật sự cắt máy rất là dễ, các bạn có thể xem video mà tự cắt ở nhà, đỡ đi tiệm, khỏi mất thời gian với đỡ tốn tiền. Cho nên các bạn có thể xem những cái video đó. Rồi trong lúc mà đợi cái này nó set. Set có nghĩa là nó ăn nếp á, tại vì nó đang hơi nóng, thì khi Kelly để như vậy nó nguội lại thì nó sẽ ăn nếp, và khi Kelly tháo nó ra nó sẽ rất là bồng bềnh, rất là đẹp. Đó, thì trong lúc Kelly làm cái này á, thì Kelly sẽ làm makeup ha. Rồi khi mà làm makeup thì Kelly lấy cái này, Kelly để lên đây để cho nó không có sù sụ vô cái mặt mình để dễ làm việc. Đó, tạm thời như thế nhé. À, nó không ăn. Đây, mình Kelly thích điệu lắm, cho nên khi mà có thời gian rảnh thì Kelly thích làm những cái video chia sẻ này cho các bạn. Tại vì có rất là nhiều bạn hỏi Kelly có thể dạy makeup được không, thì Kelly nói lên YouTube hay là lên Facebook của Kelly coi được rồi, tại vì Kelly có làm livestream để chỉ mà, khỏi cần trả tiền, khỏi cần mất thời gian tốn tiền tới nhà Kelly học riêng làm gì. Thì mong rằng những cái video này có thể giúp được cho các bạn. Rồi kẹp lại cho nó đứng. Ok, tạm thời vậy đi. Rồi, đây là cái mặt móc. Nó trừ bư, nó mập, nó không có được đẹp như là khi Kelly đã trang điểm rồi. Cho nên những hình ảnh mà các bạn thấy ở trên Facebook hoặc Instagram hay YouTube là lúc đó Kelly đã làm trang điểm xong rồi, cho nên nhìn nó tươm tất. Chứ thật sự cái mặt móc nó cũng là một cái gương mặt bình thường, chẳng đẹp đẽ gì hết. Nhưng mà Kelly muốn cho các bạn thấy cái trước và sau để các bạn biết rằng là tất cả mọi người ai cũng bình thường, không trang điểm, không xí xọn, không phấn son thì mặt cũng bình thường thôi. Nhưng mà quan trọng rằng nếu mà mình muốn xinh xắn hơn tí xíu, mình muốn đẹp hơn tí xíu thì mình phải chịu khó để mà mình làm. Chứ không ai mà thức dậy lăn ra giường rồi đẹp tự nhiên hết á. Mà dù cho có cói nữa thì cũng không phải là Kelly. Cho nên Kelly phải dành thời gian điệu nhiều lắm mới nhìn được như trên hình. Cho nên các bạn xem những cái hình mà thấy đẹp đẽ là thật sự lừa tình lắm. Toàn là makeup và trang điểm làm tóc không thôi. Đó. Thì hôm nay các bạn sẽ thấy rằng đây là da mặt, chưa có gì hết. Và cả 2 năm nay, từ 2019, Noel 2019, là Kelly xài dòng sản phẩm của Nu Skin. Kelly dùng cái Galvanic Spa, Kelly dùng cái Lumi Spa và dùng cái này nè các bạn, cái skincare này, thì nó làm cho cái da mặt của Kelly nó đỡ hơn nhiều lắm. Và Kelly sẽ làm những cái video khác về skincare, nếu các bạn muốn xem thì có thể comment ở dưới ha. Nhưng mà lúc xưa da mặt của Kelly nó nổi mụn và nó bị nám tàn nhang nhiều lắm, và bây giờ đã đỡ hơn nhiều lắm rồi. Đó. Thì muốn da mặt trang điểm đẹp thì trước tiên cái da mặt mình nó phải đẹp trước cái đã. Vì nếu mà da mặt mình nó không đẹp, nó bị mụn, nó bị nám, nó bị đen chỗ này chỗ nọ, thì khi mà đánh phấn lên nó sẽ mất nhiều thời gian của các bạn hơn. Cho nên điều đầu tiên mà mình cần phải chăm sóc đó là cái da của mình trước. Và khi cái da nó đẹp rồi thì mình đánh phấn lên nó sẽ tô thêm cái vẻ đẹp tự nhiên thôi. Rồi, trước khi xức bất cứ điều gì trên mặt, sau khi rửa mặt xong thì Kelly sẽ dùng cái này. Nó là cái moisturizer mist. Và cái mist này có thể cho nam và nữ dùng luôn. Là tại vì nó giữ ẩm cho cái da mình, nó không bị khô. Rồi, Kelly shake nó lên, đưa xa ra và xịt. Thì khi xịt xong á, mình không có lau khô nha các bạn. Mình để cho nó tự khô, để nó thấm vào cái da của mình, để nó giữ ẩm. Thì các bạn thấy rằng, đó,
Thì thường thường á, đợi lâu quá cho nên một là Kelly lấy cái quạt, Kelly quạt nó, hay là Kelly mở cái quạt này lên đó, thì mình để cho nó thấm vào cái da mình, chứ mình đừng có lấy khăn mình chùi là nó mất đi tác dụng. Thì khi mà vài giây thôi là nó sẽ thấm vào cái da của mình. Xin lỗi, có người phone vô từ Facebook, nhưng mà xin lỗi Kelly đang livestream không có bắt phone được, lúc nào Kelly phone lại nhé. Rồi mình đã xịt cái moisture mist, ok, cái này Kelly xài rất là tốt và rất là thích, nam nữ đều xài được luôn, nhất là các anh mà đi làm trong ngày, nhất là văn phòng mà mình mệt mỏi, mỏi mắt rồi da mình nó khô trong ngày, mà mình đã xức lotion hồi sáng á, mà mình muốn cho nó ẩm lại, nó có nó không có bị khô, thì có thể lấy cái này xịt xong để cho nó tự nó khô, thì cái này rất là tốt. Sau khi cái đó xong thì Kelly sẽ xức moisturizer. Thì moisturizer các bạn có thể dùng bất cứ loại nào, nhưng mà Kelly thì đang dùng cái 180. Thì bóp ra khoảng đó. Và mình dặm như thế này. Quan trọng là kem dưỡng da của các bạn ban ngày phải có kem chống nắng nha các bạn. Tại vì á, mình lười, mình không để ý, mình không có chăm sóc cho da thì sẽ rất là dễ bị lão hóa. Mà khi thời gian đã qua rồi thì lấy lại không được, và muốn lấy lại thì sẽ tốn rất là nhiều tiền. Cho nên thà mình chăm sóc từ ngày đầu đi, để đỡ tốn tiền về sau này đó. Rồi sau khi mà xức kem xong á, thì Kelly sẽ lấy cái này ra, tại vì để lâu quá nó sẽ bị mất cái nếp của cái mái tóc của mình đó. Mới đây thôi các bạn thấy không, nó đã mất cái nếp rồi nè. Không sao, lát nữa Kelly chỉnh lại. Tại vì á, cái tóc của Kelly, không biết các bạn sao, nhưng mà nếu tóc của Kelly mà hồi nãy Kelly không bỏ nó qua một bên, mà Kelly xịt nước ở trên nó đó, thì những cái này nè, nó nhìn nó giống như là nó bị dầu, giống như mình mới gội đầu xong mà xịt cái đó, nó làm cho cái tóc mình nó bị kích kích đó, và nó sẽ làm cho tóc mình nhìn thấy dơ lại. Cho nên chính vì thế mà hồi nãy Kelly phải kẹp nó qua rồi che nó, thì khi mà mình xịt á, mình không có bị cái nước nó dính vào tóc, thì nó sẽ làm cái tóc mình nhìn nó như mới rồi. Chứ nhiều lúc mình không để ý á, mình để xịt đại vào cái tóc mình nó mới gội mà nhìn nó giống như là bị dơ lại. Rồi sau khi mà da để sức phấn hay kem mà nó ăn vô da mặt mình và nó thấm hơn, thì cái da mặt mình nó khoảng cái độ ẩm như thế này nè các bạn. Các bạn thấy rằng nó nhìn nó không có khô không? Nó có cái độ ẩm thì phấn nó mới ăn vào dễ hơn. Đó. Rồi, sau khi mà làm cái này xong thì Kelly sẽ xức cái concealer. Concealer nó khác với foundation. Foundation là kem xức đâu rồi? Foundation là mình xức kem phấn. Ví dụ đây, cái này là foundation nè, nó là kem ướt, còn concealer là cái này. Các bạn có thể dùng hiệu nào tùy ý, nhưng mà cái khác biệt là cái này á, nó nhẹ hơn cái này. Cho nên vì thế nếu mà cái mặt mình nó không có quá nhiều khuyết điểm mà mình chỉ muốn che vài chỗ thôi, thì mình chỉ dùng cái concealer. Tại vì concealer mình có thể để từng chỗ mà mình cần. Còn cái này á, mình xức hết mặt, cho nên nếu mà mỗi ngày đều phải xức như vậy thì nó có thể hơi nặng cho cái da mặt của mình. Cho nên vì thế á, nếu da mặt mình cần che khuyết điểm nhiều thì mình có thể dùng cái này cộng thêm cái này, hai cái cộng lại. Xức cái này trước, sau đó những chỗ mà còn see through, còn thấy á, thì mình dặm lên những cái chỗ
đó bằng cái concealer. Tại vì cái này nó dày hơn cái này. Còn nếu mà mặt của các bạn tự tự như Kelly mà không có quá nhiều chỗ và không muốn sức hết nguyên cái mặt thì mình không cần phải sức cái này mỗi ngày, mà chỉ cần sức cái này thôi ha. Rồi, cái concealer này mình lấy để trên tay. Và các bạn có thể sức bằng cọ hoặc là sức bằng tay cũng được. Kelly thì lười rửa cọ cho nên Kelly làm tay cho nó lẹ. Rồi các bạn lấy, các bạn dặm lên những chỗ mà khuyết điểm của mình. Ví dụ những chỗ bị mụn, thâm đen, những chỗ bị tàn nhang hoặc là những chỗ mà nó đỏ. Thì mình cứ dặm. Thì khi mà dặm như thế này á, nó gọi là full coverage, có nghĩa là nó ăn hơn là các bạn lấy các bạn lan như thế này. Tại vì khi các bạn lan như thế này á, là nó lan đi hết rồi, nó không có thấm được. Cho nên thường thường mình muốn thấm thì mình chỉ lấy mình dặm. Mình dặm xong mình thấy nó vẫn còn hơi hơi thì mình dặm lên một lần nữa. Thì cái này nó gọi là building up the layer of concealer so that you can give yourself more coverage. And I like to do the dabbing motion so that it gets to absorb into the skin. Instead of buffing it like this, I find it just buff everything out. So by you giving it dabbing motion like this, I find it give you better coverage. And better coverage means it conceals more, right? So you can see this side, I've concealed the part that I find that was red, hyperpigmentation, brown spots, acne spots. So wherever you feel you need to conceal, just give it a dab, and you are welcome to layer it, meaning after you do it, if you feel you need more, just add a bit more and dab. Just make sure you blend really well so you don't see a difference between the concealer and your skin, okay? And this is enough for me. For coverage, I don't need to use the liquid foundation. I find it gets very heavy if you use it every day. So for me, it's just concealer and powder, good to go. So just keep going, conceal where you find that you need to conceal. Em như ở đây nè, Kelly có hai cái sun spots, cái này là từ nắng hồi lúc trước, hồi xưa. Không chịu sức kem chống nắng thì nó bị cái pigmentation sunspot ở đây. Lúc xưa là nó còn đậm hơn đó các bạn, nhưng mà Kelly xài cái 180 thì nó đã đỡ đi nhiều rồi, nhưng mà nó vẫn thấy hơi hơi. Cho nên vì thế khi mà trang điểm thì Kelly thích che cái chỗ đó. Các bạn phải nhớ rằng những cái chỗ này tuy nó nhỏ nha, nhưng mà mình che nó rồi đó, mình đánh phấn lên đó, cái da mặt mình nó nhìn even skin tone hơn. Còn nếu mà mình không che khuyết điểm này mà mình đánh phấn lên thì nó vẫn sẽ thấy những cái chỗ mà tàn nhang hay nám á, là nó làm cái da mặt mình nó khác liền à. Đó. Cho nên các bạn thấy chỗ nào cần conceal thì mình cứ dùng cái concealer để dặm. Rồi, các bạn thấy sự khác biệt không? Hồi nãy á, là nó có nhiều những chỗ tàn nhang rồi đốm đỏ này nọ. Bây giờ cái da mặt mình nhìn nó hòa hơn. Bạn nào mà thích tự nhiên như vậy, không thích sức gì hơn nữa thì có thể để như thế thôi. Rồi sau đó sức cái này. Thì cái này nó gọi là makeup setter. Thì tiếng Việt Kelly cũng không biết makeup setter nó gọi là gì, nhưng mà có nghĩa là khi mà các bạn đã đánh phấn xong hết, trang điểm xong hết, hay là hài lòng với cái mặt của mình rồi, thì mình xức cái này lên, mình spray nó lên để cho cái da mặt mình nó giữ được cái giữ yên, có nghĩa là phấn mình nó không có trôi đi. Và các bạn có thể, ví dụ nếu cái này là các bạn ok rồi, không muốn sức cái gì nữa,
thì các bạn có thể xịt một lớp a setting spray này thì nó giữ cái mặt mình nó như thế nguyên ngày không bị trôi. Nó có nhiều chai lắm. Cái chai này thì là Kelly đã xài rất là thích. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà bị dầu, da dầu nhiều thì các bạn có thể xài cái này cũng ok, nhưng mà nó vẫn có dầu nha. Nếu mà các bạn muốn nguyên ngày mà không có dầu mà nó matte, giống như là nó khô cả ngày, thì cái này rất là tốt. Cái này là Urban Decay, nó để là ultra matte. Nó giúp cho nguyên ngày không có bị chảy mồ hôi, nó chống mồ hôi rất là tốt. Nhưng mà khi các bạn á xài, các bạn phải nhớ rằng là mình phải shake nó rất là kỹ. Tại vì á trong đây nó có cái trắng trắng, thì cái trắng trắng đó nó giúp cho hút dầu. Nhưng mà nếu các bạn không có shake nó kỹ như thế này nè, ok, mà các bạn xịt á thì nó sẽ bị đốm đốm trắng trắng ở trên mặt. Thì nếu có bị như vậy thì mình cứ lấy cái cọ mình dặm hoặc là tay mình dặm thôi, chứ không có gì nghiêm trọng. Nhưng mà nó hơi phiền, cho nên shake thiệt là kỹ, mở ra đó, các bạn cũng thấy cái trắng trắng đó. Thì cái trắng trắng này là bình thường, tại vì nó giúp cho chống dầu. Nhưng mà các bạn xịt từ xa, ví dụ như thế này nè, đó, mình xịt từ xa thì á nó sẽ không có bị cái trắng nhiều, thấy không? Đây là cái trắng mà Kelly nói nè. Mình xịt từ xa thì nó chỉ là cái mist thôi. Còn nếu mà mình không có shake nó kỹ và mình không có xịt từ xa thì mình sẽ bị những cái đốm trắng. Thì bạn nào mà đã muốn đơn giản như vậy thôi, rồi xong xịt cái này lên cho nó giữ nguyên ngày, thì các bạn có thể tự nhiên làm như thế. Còn riêng Kelly thì Kelly muốn đánh thêm thì Kelly sẽ vẫn tiếp tục. Rồi kế tiếp Kelly sẽ dùng phấn. Thì phấn này là phấn khô, cái hiệu Chanel. Trong nguyên những cái đồ làm đẹp của Kelly, Kelly hình như nó mắc nhất là cái phấn khô này nè. Nhưng mà cái hiệu Chanel này nó rất là tốt, và Kelly cũng đã chia sẻ rồi. Nó có vừa phấn nền, nghĩa là phấn khô nền, và phấn để mà contour, có nghĩa là tạo sáng tối đó. Thì cái hiệu Chanel phấn này Kelly thấy nó đẹp nhất. Và tại vì lúc xưa Kelly về Việt Nam, Kelly đi lên núi ở Sapa -2, -3 độ, đi nguyên ngày mà phấn nhìn vẫn đẹp. Rồi sau đó Kelly đi về miền Trung, mưa tầm tã, ẩm ở ngoài trời, nhưng mà sức cái phấn này lúc đó thì nó không có khô như là ở trên miền núi. Nhưng mà khi mà ra ngoài Huế mưa ẩm thì cái phấn nó vẫn đẹp, nó vẫn ăn, nhưng mà chỉ là nó hơi ẩm ẩm, nó nhìn nó dewy, like a dewy look. It wasn't like a matte look like I was in Sapa. Rồi sau đó khi về miền Tây là tuốt ở dưới Cà Mau, Nam Căn, thì là nóng 45 độ, 30 độ, nóng tới nỗi mà cái phone của Kelly nó chết pin luôn. Và các bạn biết nó nóng cỡ nào. Nhưng mà dù cho đi xuống tới miền Tây thì cái phấn này nó vẫn nó chảy mỡ, tại vì nóng quá mà. Nhưng mà cái phấn nó vẫn làm cái da mặt rất là đẹp. Cho nên cái phấn Chanel này Kelly đã test ở Canada là xài khỏi cần nói rồi, tại vì khí hậu ở đây tương đối là tốt. Nhưng mà đi về Việt Nam, lên miền Bắc rất là lạnh, miền Trung rất là mưa, và miền Nam rất là nóng, mà cái phấn này nó vẫn làm cho da mặt vẫn đẹp. Thì Kelly phải công nhận cái phấn Chanel này nó tốt thật. Thì khi mà Kelly apply á, Kelly chỉ dặm như thế này thôi nhé. Vì sao? Là tại vì khi mình dặm như thế này, it gives you full coverage. Okay? Because I find that when you're buffing like this, it doesn't give you the, you know, fuller coverage, and basically you're buffing off the concealer that you just put on away. So khi mà mình đánh phấn khô thì Kelly thích dab như thế này nè. Đó. Thì nó sẽ không làm trôi đi những cái
concealer mà hồi nãy Kelly đã bỏ lên từ đầu. Và mình, chỗ nào mà mình thấy mình cần thì mình cứ dặm lên. Và mình dùng cái cọ như thế này nè, rất là dễ xài. Đó. Thì các bạn thấy rằng khi mà đánh phấn lên rồi cái da mặt nó khác liền không? Giống như là dùng cái filter app vậy đó. So, cái này, nếu mà tới giai đoạn này mà bạn nào chỉ thích tự nhiên như thế thôi thì các bạn có thể xịt cái setting spray. Thì như Kelly nói hồi nãy, cái setting spray nó giúp giữ cái phấn trang điểm của mình nó không trôi đi nguyên ngày. Đặc biệt là bây giờ là phải đeo mask nữa, cho nên đánh phấn xong mà mình không có dùng setting spray á, thì đeo cái mask xong rồi tháo cái mask ra là bao nhiêu cái trang điểm của mình nó đi qua cái mask hết. Cho nên cái setting spray này nó giúp cho giữ được không có bị lem ha. Rồi, cái đó là phấn khô. Các bạn nhớ rằng là mình nên đánh phấn ướt trước rồi hãy đánh phấn khô, chứ đừng đảo ngược lại nha. Nếu mà trong hoàn cảnh mà mình lỡ mình quên mà mình làm biến, mình không có muốn rửa mặt lại á, thì mình có thể đánh phấn khô xong rồi những chỗ mà cần che khuyết điểm thì mình dặm lại với cái concealer cũng được, nhưng mà nó có thể bị cakey. Cho nên các bạn làm thử thí nghiệm để tự biết. Nhưng mà thường là mình đánh cái ướt trước rồi sau đó mình hãy đánh cái khô nhé. Rồi, kế tiếp là đánh tối. Tại sao đánh tối? Là tại vì qua Covid thì Kelly thấy ai cũng mập lên khoảng 5-10kg. Đặc biệt Kelly mập lên chắc cũng gần 10-mấy kg luôn. Tại vì tối nay ở nhà ôm mấy đứa con rồi nằm phì ra, đi ra cũng ăn, đi vô cũng ăn, rồi ăn khuya, ăn tối, ăn sáng. Cho nên không đi làm hết 8 tháng thì nó béo phì ra. Rồi cộng thêm thèm bubble tea, tuần nào cũng 2-3 ly thì đó là cái hậu quả. Đây là cái hậu quả của ăn nhiều và uống bubble tea nhiều nè. Thì cái này có cách khắc phục. Là mấy tháng trước cái này nó còn sụn xuống tới đây luôn nè các bạn. Nói thì hơi quá chứ nó thật sự là như vậy. Nhưng mà cái mà Kelly đang dùng, như Kelly đã chia sẻ, là cái Galvanic Spa, cái đồ căng nâng da mặt chứ không phải căng. Thì mình xài á, nó giúp cho cái da mặt mình nó không có bị sệ xuống because of gravity and aging. So I can do a separate video sharing on that, but honestly, the Galvanic Lumi Spa and the 180 skincare makes a huge difference in my skin. So this is actually a lot less saggy than a few months ago, okay? But regardless, we still need to do some shadow shading so that we can hide some of these fat. So I'm using the Chanel bronzer, and again dabbing motion. Okay, keep using the dabbing motion so that you can get most out of your product. Tại vì khi mà mình không dặm như vậy á, mình phải dùng nhiều phấn hơn thì nó sẽ hao phấn và hao tiền, tại vì phải mua thường xuyên. Còn các bạn dặm như thế này thì nó giúp cho nó ăn phấn hơn và đồng thời nó đỡ hao. Đó. Mình làm từ dưới lên trên ở đây. Mình đi vòng qua cái chỗ này. Nhất là ai mà chán mà nó hơi bị rộng á, thì mình có thể đánh tối ở đây để cho nó nhìn nó đỡ bự. Và kế tiếp là ngay đây nè. Cái chỗ này mình đánh tối cho cái má mình nó nâng lên. Đó. Thì các bạn thấy một bên đánh, một bên không đánh. Bên này đánh rồi thì các bạn thấy rằng nó có cái tối á ở đây nè, xung quanh cái mặt thì nó làm cho cái mặt đỡ như cái bánh bao. Còn bên đây á nó chưa đánh thì nó sáng quá, nó sáng bằng thì cái mặt mình nó không có cái chiều sâu thì nhìn nó béo phì ở đây.
thì mình đánh bên này luôn. Và khi đánh cái này các bạn phải dùng những cái cây cọ này nhé, những cái cây cọ bự á, nó mới tan, nó mới blend well. Còn các bạn dùng mấy cái cọ nhỏ xíu á, nó không có ăn phê gì hết á. Cho nên đây, thật sự các bạn thấy Kelly làm video dài cả tiếng đồng hồ thì tưởng là đánh trang điểm làm tóc nó lâu lắm, nhưng mà cái này Kelly vừa làm vừa tám thôi. Chứ nếu mà thật sự mà đã quen làm rồi, các bạn có thể làm cái này trong vòng có 5-8 phút thôi chứ không có lâu. Đó. Đây, mình. Và hơn nữa Kelly ngồi Kelly nói để cho các bạn nào mà có đang coi cái này và muốn ngồi làm thì Kelly cũng đang ngồi làm từ từ, chậm chậm cùng các bạn để các bạn quen cách làm. Thì sau khi các bạn quen rồi đó thì các bạn mỗi ngày đều làm cái này thì dần dần mình sẽ làm rất là lẹ nhé. Sau khi mà đánh tối cái vùng mà nhìn nó hơi béo phì thì không kém phần quan trọng, không, rất là quan trọng là cái mũi. Cái mũi của Kelly nó giống như mũi con heo vậy đó, cho nên nó không có sống, nhìn nó bằng phẳng, nó dẹp lép à. Nhưng mà khi á mình đánh tối lên hai bên này nè, rồi khi mà mình đánh tối lên hai bên này thì các bạn sẽ thấy cái khuôn mặt của mình nó thay đổi. Cho nên nhiều lúc á mình nhìn một người nào á, mình thấy ủa tại sao không có trang điểm nhìn như thế này, mà sau khi trang điểm rồi nhìn thấy khác. Thật sự mình vẽ cái nét của cái khuôn mặt của người ta ra, chứ không phải là nhiều lúc mình nhìn cái người này mũi ba hồi thấp ba hồi cao mình tưởng là người ta sửa mũi, nhưng mà không phải. Các bạn có thể thay đổi cái gương mặt của mình và cái sống mũi của mình bằng chỉ trang điểm thôi. Ví dụ Kelly không có tiền đi thẩm mỹ viện, cho nên Kelly dùng trang điểm để mà ăn gian. Và khi đánh lên á, các bạn sẽ thấy nó có cái chiều sâu của cái sống mũi, thì nó làm cho cái mũi và cái gương mặt của mình nhìn thấy nó khác liền. Okay. Cái này là Kelly đánh hơi đậm, là tại vì ở trên video á, Kelly đánh bình thường á, nó không thấy rõ. Nhưng mà đây, các bạn có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt, thấy không? Nó có cái nét hơn. Còn bên đây nó trắng bằng phẳng, nó không có cái chiều sâu. Cho nên đánh sống mũi là một trong những cái rất quan trọng mà Kelly không bỏ sót được. Đặc biệt là nếu mà mình đi những cái sự kiện nào mà phải chụp hình á, nhìn ở ngoài đời á mà không có cái sống mũi như thế này thì nó còn đỡ. Nhưng mà khi lên camera hay là khi lên video mà không đánh cái mũi á, nhìn cái mặt nó sẹp lép à. Đó, cho nên Kelly luôn luôn. Các bạn thấy không? Nếu mà các bạn lùi lại chút xíu, nhìn cái mặt của Kelly trước khi đánh cái mũi và nhìn thấy bây giờ, thì các bạn sẽ thấy rằng nó làm cho cái khuôn mặt của mình nó thay đổi hoàn toàn. Nhìn nó gọn, thon gọn hơn, nhìn nó tay hơn tí xíu, nó tóm lại là nhìn đẹp hơn á. Đó. Nhưng mà quan trọng là các bạn phải blend nó thật là kỹ nhé. Tại vì nếu mà mình không blend nó kỹ á, nó sẽ thấy lằn. Cho nên cái này là các bạn phải thực tập thường xuyên. Kelly làm trang điểm và tóc cũng gần 20 năm rồi, cho nên các bạn không thể nào so sánh. Nếu mà các bạn mới làm 2-3 lần mà làm không được, các bạn bỏ cuộc. Kelly những ngày đầu cũng vất vả, làm rồi cũng làm sai nhiều lắm. Cho nên các bạn xem cái này, các bạn làm cùng, làm theo, thì các bạn phải nhớ rằng là mình phải làm ít nhất 10 lần thì mình mới khẳng định được là mình thất bại hay thành công. Chứ mới thử có 2 lần mà bỏ cuộc thì cái đó không có fair, đúng không? Rồi, đây là đánh sóng mũi xong. Nhưng mà
cái này là cái trick của Kelly, là những ai ha, những ai mà có cái bông tai ngay cái mũi nè, thì Kelly có cái mũi, thì cái này nó rất là phiền nhưng mà đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Tại vì khi mà mình đánh phấn lên á thì cái phấn đó, nó phủ lên cái bông bông như này, cho nên vì thế nó làm nó tối đi. Thì khi nó tối đi á, nó xấu. Thì khi mà mỗi lần mà Kelly đánh cái sóng mũi xong hay đánh phấn xong, thì Kelly luôn luôn lấy cái Q-tip, Kelly lấy makeup remover nhé. Cái mà Kelly đang xài là Rimmel from London. Thì cái này nó là waterproof makeup remover. Ok. Thì Kelly chùi cái phấn nè. Đó. Thì cái này là chỉ cho những người nào mà có cái piercing ngay cái mũi như Kelly thôi. Còn nếu mà các bạn không có thì cái này các bạn không cần quan tâm. Nhưng mà Kelly để ý có những lần á mà Kelly chụp hình hoặc là Kelly ra ngoài, mình quên làm cái này thì Kelly nói ủa cái gì nó thiếu thiếu. Thì ra là cái bông của Kelly nó bị phấn nó che, nó tới thui à. Thì nhìn nó không chùi nó ra, người ta tưởng là cục một ruồi hay là cục mụn. Cho nên khi mà các bạn nào mà có cái piercing lỗ mũi như Kelly đang có đây á, thì các bạn chùi nó nhé. Thì khi mà mình chùi nó xong á thì nó sáng lên lại nè, các bạn thấy không? Đó. Thì đây là cái trick mà Kelly chia sẻ, là tại vì chính bản thân Kelly cũng có cái nose piercing. Rồi. Bạn nào mà chỉ thích tới đây thôi, có nghĩa là đánh phấn xong, đánh tối cho mặt thon gọn lại rồi không muốn đánh nữa, thì các bạn có thể dùng cái setting spray, spray hết trên mặt để mà cho nó giữ không bị phết, bị không có bị phai trong ngày. Nhưng mà Kelly sẽ vẫn đánh tiếp nhé. Thì á, kế tiếp là Kelly sẽ đánh má hồng. Má hồng như Kelly chia sẻ là Kelly rất là thích. Kelly xài nhiều hiệu lắm, rất là nhiều hiệu. Nhưng mà cái Kelly vẫn trở lại và vẫn thích dùng là cái này, là của Just a Pinch của MAC. Thì á, cái này nó đẹp một cái rằng là nó làm cái màu tông cam cam, nhìn nó không có quê, nó không có Kelly thấy nó nhìn nó tay tay hơn là dùng màu hồng. Thứ hai nữa, nó có chút xíu shimmer, thì khi mà đánh lên á, nó phản sáng và nó reflect cái light, nhất là ban đêm á nó đẹp lắm. Thì mình để trên cái cọ như thế này và mình đó, mình đánh lên như thế này nhé. Mình muốn mặt mình nó thon gọn lên thì mình đánh lên, còn những ai mà mặt ốm quá thì đánh ngang ra nhé. Thì tùy khuôn mặt mà mình đánh. Rồi, ở đây cũng vậy, mình dặm tất cả những gì mà phấn hay là ướt hay là phấn khô mà Kelly muốn nó giữ lâu, thì Kelly luôn luôn dùng cái động tác là dặm, chứ Kelly không có lan. Có nghĩa là mình không có như vậy mà mình chỉ dặm thôi, thì cái phấn á nó thấm vào hơn đó. Thì các bạn thấy có một chút xíu má hồng vào, nhìn cái mặt nó hồng hào, nó có sức sống hơn đúng không? Và sau khi đánh cái đó xong thì Kelly thường thích cho chút xíu highlighter. Highlighter là hồi nãy chúng ta đánh tối để cho cái chỗ đó nó nhỏ lại, thì bây giờ chúng ta đánh sáng để cho cái chỗ đó nó tô ra nhé. Thì đánh sáng là highlighter, thường thường Kelly sẽ đánh khu này đó, các bạn thấy không, có chút xíu phần sáng ở đây thôi mà nó làm cho cái mặt nó glowing, nó nhìn nó tươi, nó tay tay đó. Và cái này ở ngoài nhìn sẽ rất là đẹp các bạn,
đặc biệt là các bạn đi chơi buổi tối, đi ăn tiệc đó, thì người yêu của mình nhìn mình ở bên ngang cũng đẹp mà nhìn từ trên xuống dưới cũng đẹp đó. Cho nên vì thế cái shadow, cái highlighter này nó giúp cho cái nét của mình nó tô sáng ra. Và đồng thời Kelly cũng thích đánh ngay chỗ cái chân mày nè. Đó, các bạn thấy rằng chân mày mình mà mình đánh chút xíu sáng đó, nó làm cho cái mặt mình nó giống như là mới căng mắt lên vậy. Còn khi mà mình không có đánh thì nó nhìn nó flat, nó bằng, cho nên nó không có đẹp. Thì Kelly cũng thích đánh ở đây cho nó có nổi cái mắt mình lên. Thì các bạn bây giờ nhìn thấy cái da mặt nó dewy, nó nhẹ nhàng, nó nhìn nó tươi tắn hơn hồi nãy đúng không? Và nếu mà mình thấy như đây đủ rồi thì mình xịt cái này, ok? Cứ là mỗi lần mà mình muốn ngưng cái trang điểm của mình thì mình xịt cái này để cho nó giữ trang điểm mình không có bị trôi. Nhưng mà Kelly sẽ tiếp tục đánh tiếp. Thì kế tiếp là Kelly đánh mắt nhé. Thường khi mà Kelly trang điểm á thì Kelly sẽ đánh mắt trước và sau đó mới đánh tất cả những cái khác sau. Là tại vì khi mà đánh mắt á, nhiều lúc cái phấn mắt nó lem xuống dưới này thì nó làm cho dơ và mình phải chùi nếu mà mình đã đánh phấn rồi. Nhưng mà vì á cái video này Kelly muốn chia sẻ với các bạn từng bước. Ví dụ từ ai mà không có đánh hết nguyên cái mặt mà chỉ đánh có cái da thôi thì các bạn có thể thấy được. Nhưng mà bây giờ thì Kelly sẽ đánh mắt. Nhưng mà nếu Kelly làm thường ngày khi đi làm thì Kelly sẽ đánh mắt trước rồi sau đó mới đánh những cái khác sau ha. Rồi, đánh mắt thì bình thường không có gì hết, mình cứ đánh bằng cái phấn như thế này, giống như mình đánh bằng cái phấn cái này của Kelly. Kelly làm nó bể cho nên nó nhìn nó tùm lum hết nhưng mà vẫn còn xài được, tiết kiệm. Thì ở đây các bạn thấy những cái phấn mắt này nè, thì nếu mà các bạn xức lên bình thường thì không sao, nhưng mà khi các bạn muốn cho nó giữ được nguyên ngày, đặc biệt là mắt ai mà thường thường dễ chảy dầu ở đây nè, và xức xong vài tiếng nó bị creasy, nó bị lem rồi nó phai đi thì nó rất là phiền. Cho nên các bạn không muốn như vậy thì các bạn có thể dùng cái eyeshadow primer. Eyeshadow primer thì nó có rất là nhiều hiệu, nhưng mà hai cái hiệu mà Kelly thấy nó rất là tốt là một cái là Urban Decay Eyeshadow Primer và một cái là hiệu NARS. Ok, hai cái này là hai cái mà Kelly thấy nó popular nhất. Các bạn có thể chọn mình muốn xài cái nào. Thì cái này á là nó translucent, cái này là cái original nè. Nó không có, đây Kelly thử cho các bạn xem ha. Cái này là nó translucent, nó không có màu. Đó, nó trong. Cái này cũng vậy. Ok. Đó. Thì những cái này nó là translucent, nó không có màu. Đó, các bạn thấy không? Và có một cái có màu. Ví dụ nếu mà các bạn muốn, cái này là cái của Urban Decay, nó là cái Sin. Ok. Thì cái này nó có chút xíu shimmer. Đây. Đâu rồi? Đó. Các bạn thấy không? Nó có chút xíu shimmer trong đó. Nè. Thì khi mà mình xức lên mắt mình xong á thì mình lan ra. Mình lan cho nó đều để khi mà mình đánh đánh lên cái eyeshadow á thì mình sẽ thấy được nó rõ nét. Thì hiện giờ Kelly có 3 cái loại ở trên tay Kelly đúng không? Thì bây giờ Kelly sẽ đánh thử cho các bạn xem nhé. Ví dụ đây ha. Cái đầu tiên đâu rồi? Cái đầu tiên đây. Sau đó cái thứ hai nhé.
Và kế tiếp là cái thứ ba. Đó. Thì các bạn nhìn các bạn sẽ thấy rằng nếu mà bây giờ cái này là không có sức cái gì hết nha. Đó. Đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng khi mà mình có cái primer lên á, okay, thì nó sẽ rõ nét hơn. Ok, và cái này á nó sẽ phai rất là lẹ. Đó, nên nhìn nó không có nổi cái màu bằng có những người họ thích dùng bằng nước. Bằng nước cũng được. Nhưng mà nước nó sẽ khô. Nó khô và nó không giữ được nguyên ngày và nó không chống được mồ hôi. Cho nên đây là ví dụ cho các bạn thấy rằng là khi mà các bạn muốn sức mắt mà các bạn muốn giữ được cái màu cho nó giữ được nguyên ngày, hoặc là các bạn muốn cho cái màu nó rực rực rỡ hơn, đó, thì cái này là không có. Cái này là cái Urban Decay Sin, cái này là Urban Decay, cái này là cái NARS, và cái này là cái Urban Decay Original. Đó, thì các bạn có thể thấy. Cho nên okay, Kelly sẽ dùng cái Sin hôm nay là tại vì Kelly cũng muốn có một chút xíu shimmer này nè. Còn nếu mà các bạn không muốn có shimmer thì các bạn có thể dùng hai cái trong. Rồi. Các bạn có thể dùng tay để đánh hoặc là có thể dùng cọ, tùy ý nhé. Nhưng mà Kelly thì cứ dùng tay. Tại vì nhiều cỏ quá làm biến ngữa. Đó. Đặc biệt cái này thì các bạn phải lan nó ra nhé. Có những người cũng thích có thể xài concealer để mà ví dụ các bạn nào mà muốn tiết kiệm một chút xíu thì có thể xài cái concealer như thế này. Hồi nãy Kelly che khuyết điểm á, có thể dùng cái đó cho cái eyeshadow primer, nhưng mà cái concealer nó không có chống, nó không có chống creasing, nó không có chống sweat, nó không có chống mồ hôi, cho nên khi xài cái đó Kelly không thấy nó hiệu quả bằng. Vì thế Kelly mua riêng cái mà mình có thể dùng cho mắt. Rồi bây giờ Kelly chùi cái này mất mắt nữa, nó dính lên tóc. Thì đơn giản là Kelly đang xài cái makeup remover thôi các bạn. Đó. Có những thứ trang điểm á, mỹ phẩm á, nó là waterproof. Đã nói waterproof thì không thể rửa bằng water trước mà phải dùng color remover, phải dùng makeup remover để mà rửa ra. Cho nên các bạn nào mà xài cái gì mà waterproof á, các bạn luôn luôn hãy chùi mỹ phẩm của mình bằng cái makeup remover trước nha, để cho nó dễ ra. Chứ nếu mà các bạn xài mỹ phẩm mà nó là waterproof mà các bạn cứ rửa mặt, các bạn cứ dùng nước và xà bông mà cứ chà cái mặt mình á, thứ nhất là làm cho da mặt mình nó bị khô, thứ hai nữa là làm hỏng da mặt mình hết. Cho nên mình hãy dùng cái makeup remover trước, rồi sau đó mình hãy rửa mặt bằng cleanser hoặc là bằng you know, gel soap hay là cái gì đó mình xài để cho dưỡng da thì á, nó sẽ dễ ra hơn. Rồi, Kelly đã đánh cái primer đây rồi đúng không? Rồi bây giờ Kelly sẽ đánh mắt ha. Thì mắt có nhiều cách đánh lắm, nhưng mà cách này là cách Kelly xin chia sẻ là tại vì lớn tuổi rồi, cái mí mình nó bị sụp xuống, không có tiền đi sửa mí mắt thì thôi dùng trang điểm để mà ăn gian. Thì đây cái mắt của Kelly các bạn thấy rằng á, hiện giờ nó nhìn cái da nó nhiều lắm, tại vì Kelly hồi nãy mới đánh cái lớp primer nó sáng, cho nên nhìn cái mắt của Kelly nó rất là nhỏ, là tại vì cái thịt da thì nó quá là phần, nó quá là nhiều đi đúng không, cho nên nó làm cho cái mắt mình thấy nhỏ. Còn nếu mà cái mắt của Kelly mà nó lên tới đây mà cái chỗ trống nó ít lại thì sẽ nhìn cái mắt của Kelly to hơn.
Cho nên cái kiểu đánh mắt này á, nó sẽ giúp làm cho cái mắt mình nó nét ra và nó đỡ thấy nhỏ. Rồi, đây, cái crease, cái lớp da nó phủ của Kelly đó, nó nằm ngay đây nè, đó, cái đường. Nhưng mà Kelly sẽ ăn gian tí xíu, Kelly sẽ cho nó cao lên trên này, tại vì Kelly muốn cái phần sáng á, nó ít lại nhé. Cho nên Kelly sẽ ăn gian đi cao hơn tí xíu. Và cái này á, mình blend nhẹ nhàng với các bạn, tại vì mình làm quá nó bị cái lằn á. Bất cứ cái gì mà mình đánh trên mặt mình, cố gắng làm sao mà cho nó blend, nó hòa, chứ đừng có thấy một cái đường gắt thì nhìn nó không có giống như là mình chưa làm xong vậy đó. Cho nên khi mà mình làm, mình cẩn thận và mình cho mọi thứ nó blend thì nó nhìn nó tự nhiên và nó đẹp hơn. Hiện giờ nó vẫn còn cái lằn nè, nhưng mà không sao, Kelly sẽ đánh xong rồi Kelly mới chỉnh nhé. Đó, mình đi ở trên cái lớp mi của mình tí xíu. Cái này là mình ăn gian. Đó. Thì mình đánh cao hơn cái lớp mi của mình thì nó làm cho cái phần thịt ở chỗ mắt mình nó đỡ dư ra, thì nhìn cái mắt mình nó đỡ bị nhỏ. Còn nếu mà cái mắt của mình nó dư thịt nhiều quá thì nó làm cho cái mắt mình nó thấy nhỏ lại. Thì khi mà mình đánh tối ở giữa đây nè, cái tối nó làm cho cái chỗ sáng nó sâu vô. Thì khi mà nó sâu vô, nhìn nó đỡ chống cái khoảng thịt nhiều, thì nhìn cái mắt mình nó đỡ bị nhỏ lại. Rồi, đây, mình ngước cái mặt lên ha, và cái chỗ mà mình thấy cái mắt mình nó thủng vào nè đó, thì mình có thể vẽ thêm đường nét cho nó rõ hơn phần đó nếu các bạn muốn. Kelly đánh đậm hay là lợt thì tùy theo các bạn ở nhà thích cái gu nào nha. À, cái này là chỉ là cái standard, cái căn bản thôi. Còn các bạn thấy nó đậm quá thì các bạn có thể bớt lại, hoặc là các bạn thấy nó chưa đủ đậm thì các bạn cho nó đậm thêm. Nhưng mà sau khi á, mình sức xong, mình đánh xong, thì Kelly lấy cái ngón tay của mình hoặc là cái cọ, mình lan những cái chỗ mà cái đường gắt ngay đây nè. Đó, cái đường gắt đó các bạn này. Ok, bên này nè các bạn thấy nó blend, nó hòa hơn, nó không có cái đường đúng không? Còn bên đây nó vẫn còn cái đường hơi gắt nè, thì các bạn lấy cái tay các bạn blend nó ra. Cái kỹ thuật mà đánh trang điểm đẹp là đánh như là không đánh. Đánh, người ta biết là đánh nhưng mà người ta thấy nó tự nhiên. Còn khi mà mình đánh mà nó gắt quá thì nhìn nó không có blend, thì riêng Kelly thôi, chứ không phải cái này là mỗi người có cái gu khác nhau, nhưng mà cái này là cái mà Kelly thích thì Kelly xin chia sẻ thôi. À, em chào chị Hương. Kelly có bán cái cây vải sát thành cuốn à? Có. Ý chị nói là cái này đúng không? À, dạ có chị, em có hai size. Một size này là size small, còn cái size kia là nó to hơn tí xíu. Thì chị thích cái nào? Ok, that, hai cái size này. Thì cái size này á, nó giving you more of a tighter curl, more like a curl. Còn cái này thì nó give you more like a loose wave. Cho nên em có, em vẫn còn bán. Cho nên nếu chị cần thì cho em biết ha. Ok. Đó, thì các bạn thấy rằng cái mắt mình đánh nó blend như thế này nè.
thì nhìn nó tự nhiên và nó hòa hơn. Ok, đó. Rồi, sau khi đánh cái đó xong thì á, Kelly đánh chút xíu ở dưới. Là tại vì ở dưới á, mình nó thấy nó chùa lũi à, và cũng không có mí mắt, không có mi mắt nữa, cho nên mình bẻ tí xíu ở dưới đây để mình tô ra cái đường nét của cái mi của mình. Đó. Có một chút xíu đó thôi mà nó làm cho trên dưới nó hài hòa, các bạn thấy không? Nhưng mà cái này đồng thời nó cũng làm cho mình nhìn thấy sắc hơn nha. Nếu mà các bạn không thích nhìn sắc quá hay là nhìn thấy đậm quá thì không vẽ cái đường này. Còn nếu mà mình muốn cho nó rõ nét thì mình đánh. Còn nếu mà mình muốn nó nhẹ nhàng, ngây thơ thì mình để cho nó như thế này. Đó. Nhưng mà Kelly làm cho các bạn thấy nó như thế nào. Kelly làm ở đây luôn. Và sau khi đánh mắt như vậy xong á, bạn nào mà không có xăm viền mắt như Kelly thì có thể dùng cái eyeliner để vẽ cái eyeliner. Nhưng mà Kelly đã xăm rồi cho nên cái đoạn đó Kelly không cần phải làm nữa. Nhưng mà nếu giả sử bạn nào đã xăm như Kelly rồi mà muốn vẽ lại trên nó để mà cho nó rõ nét hơn thì nó vẫn ăn được. Chứ không phải là khi mà mình xăm rồi là mình không thể trang điểm lên nó đâu. Tại vì xăm xong á, sorry các bạn, excuse me, khi mà xăm xong thì cái xăm nó nằm ở trong cái da của mình, nó không ảnh hưởng gì ở phần trên hết. Cho nên mình vẫn có thể đánh phấn hoặc là mình có thể trang điểm lên nó được. Ví dụ ha, thường thường thì Kelly sẽ không cần đánh cái eyeliner tại vì Kelly đã có eyeliner rồi. Nhưng mà bây giờ, ví dụ Kelly muốn đánh cái màu nâu lên, ví dụ nè, đó. Kelly đấy, cây cỏ, Kelly đánh xít. Các bạn thấy không? Nó nâu hơn nè. Cho nên vì thế, mình xăm rồi, mình đánh trang điểm trên cái đường xăm vẫn được, không thành vấn đề nha các bạn. Nhưng mà xăm á, hay phun hoặc thiêu thì nó chỉ giúp cho khi mình không trang điểm nhìn cái mặt mình nó đỡ chùi lủi thôi. Chứ khi mà mình muốn trang điểm trên cái xăm đó nó vẫn ok. Đó. Thì trong trường hợp này Kelly không vẽ, nhưng mà Kelly dùng cái shadow để mà Kelly làm cái đường đường mắt cũng được hết. Và đặc biệt các bạn nào á mà đã xăm từ hồi 1900 hồi đó, lâu lắm rồi mà cái đường xăm nó bị xanh á, thì á các bạn có thể dùng màu shadow, màu phấn mắt, màu nâu hoặc màu cam để mà tô trên cái đường xăm đó để làm cho nó bớt xanh lại nhé. Là tại vì nhiều lúc cái màu xanh hồi xưa xăm á, là cái màu xanh nó như màu xanh này nè, nó là tattoo ink chứ không phải là makeup ink, cho nên dần dần theo thời gian nó phai ra thành cái màu xanh lè. Và cái màu này á, nó lên da mình, nó làm cho mình cảm thấy già đi. Cho nên vì thế các bạn nào mà bị cái trường hợp đó thì các bạn có thể dùng eyeshadow. Một là mình có thể đi chỉnh lại màu cho nó không xanh. Hai nữa, không muốn đi chỉnh màu thì mình có thể dùng những cái powder mà màu nâu hoặc là màu tông cam, cam nâu để giúp cho nó hòa lại cái màu xanh này nhé. Rồi, thế là Kelly xong cái phần mắt. Lông mi của Kelly cũng đã được uống luôn bằng cái keratin lash lift. Cho nên mỗi lần mà trang điểm xong thì Kelly chải nó. Tại vì lông mi mình cũng giống như tóc mình. Mình nằm, mình ngủ, mình chùi mắt thì nó bị chỉa tùm lum hết. Cho nên mình dùng cái lược. Đó, cái này là cái lược mi nè. Mình chải cho nó đều lại. Thì khi mà các bạn chải cho nó đều lại á, đây, Kelly dùng cái trí cho các bạn xem ha. Đó, khi mà các bạn
chải cho nó đều đều lại thì cái mi mình nó không có bị đó, nó không có bị chỉa tùm lum. Rồi sau đó thì mình xịt mascara là cái bước cuối cùng. Chân mày của Kelly cũng đã phun thiêu luôn, cho nên Kelly không cần phải dán chân mày nữa. Nhưng mà nếu mà mình muốn cho nó đậm hơn tí xíu thì mình có hai cách. Một là các bạn có thể dùng cái powder, hồi nãy Kelly đánh mắt á, Kelly có thể dùng cái powder và Kelly phủ lên tí xíu. Tại vì á, khi các bạn đánh phấn thì nhìn nó giống như là cái bột powder, nó nhẹ nhàng hơn là các bạn vẽ bằng cái viết. Nhưng mà cái đó là tùy sở thích của mỗi người. Nhưng mà riêng Kelly thì nó đã có cái nét từ cái phun thiêu rồi, cho nên Kelly không cần làm nhiều. Kelly chỉ cần tại vì nãy giờ Kelly đánh phấn á, cho nên cái phấn trắng nó phủ lên cái tóc, nó phủ lên cái chân mày, cho nên nó làm cho cái phần chân mày hơi bị nhạt. Thì mình chỉ cần đánh tí xíu phấn lên thôi là nó sẽ rõ nét lại. Ok, rồi sau khi mà đánh mắt xong thì các bạn có vài option. Mình có thể gắn lông mi giả. Thường thường nếu mà Kelly gắn lông mi giả mà tóc lông mi Kelly đó nó đã uốn rồi thì Kelly sẽ không xức mascara, là tại vì mất công phải khi tháo cái lông mi giả ra phải dùng thuốc remover để chùi cái mascara, thì nó thêm công đoạn phải phải rửa rồi phải chùi. Cho nên nếu mà Kelly gắn lông mi giả thì Kelly gắn lên luôn chứ không có vuốt mascara. Nhưng mà các bạn lưu ý một điều, tại Kelly thấy rất là nhiều trường hợp là khi mà mình gắn lông mi giả nha, các bạn luôn nhớ là mình phải bấm lông mi trước. Mình bấm lông mi bằng cái đồ bấm để cho cái lông mi nó cong lên. Hai nữa là mình sẽ uốn lông mi sẵn luôn. Tại vì Kelly thấy có nhiều trường hợp á, là các chị lông mi thì thẳng như thế này, sau đó lại gắn cái lông mi giả nó cong lên như thế này. Thì khi mà nhìn đằng trước á, thì vì cái lông mi mình nó thẳng xuống thì nó tạo một cái shadow trên cái mắt của mình, thì nó làm cho cái mắt mình nó nhỏ. Và đồng thời ở bên hông, khi người ta nhìn ngang bên mình á thì cái lông mi thật của mình thì chỉ xuống, còn cái lông mi giả thì nó cong lên, cho nên nhìn thấy hai cái đường mi là người ta biết là mình gắn lông mi giả rồi. Nhưng mà khi các bạn chịu khó là trước khi gắn lông mi giả mình bấm lông mi hoặc là mình cuốn lông mi trước, thì khi mà mình gắn cái lông mi giả vào á, hai cái lông mi nó đều cong thì nhìn nó rất là tự nhiên và nó đẹp. Thứ nhất, bên hông nhìn nó đều cong như nhau. Thứ hai, ở đằng trước khi nhìn thẳng á thì cái lông mi thẳng của mình nó sẽ không tạo cái tối, cái bóng tối trên cái mắt của mình, thì nó sẽ làm cho mắt mình nhỏ lại. Nhưng mà khi mình bấm lông mi cho cái lông mi thật của mình nó cong lên cùng với cái lông mi giả thì nó không có cái bóng tối che lên cái mắt mình, thì cái mắt mình nó sẽ nhìn nó to và nó long lanh hơn. Thì đó là cái mà Kelly thường thấy những chị nào mà trang điểm. Đương nhiên không có gì sai nếu mà họ thích cái kiểu đó thì họ cứ làm, nhưng mà có nhiều người họ không để ý hoặc là họ không biết cái đó thì Kelly xin chia sẻ thôi. Còn khi nói về trang điểm thì mình muốn làm sao mình thấy đẹp thì mình cứ làm đó. Thì Kelly, lông mi của Kelly nó đã uốn rồi thì Kelly bây giờ chỉ đánh mascara thôi ha. Đây các bạn thấy cái này dễ thương không? Cái này là cái sample mà Sephora có cho, thì nó nhỏ xíu à, quá dễ thương luôn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng mascara. Các bạn đi từ cái chân, các bạn luôn đây gì nè, thì khi các bạn làm như vậy á, cái mascara nó sẽ dính vào từng sợi tóc của mình nhé. Mình đi từ dưới, mình wiggle 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 up đó.
mình rung như vậy thì những cái tóc khác nó cũng sẽ dính vào luôn. Chứ nếu mà mình vuốt không như vậy á, nhiều lúc mình bị mess. Và khi mà xài mỹ phẩm, mình chịu khó xài cho đúng nha. Giống như mẹ của Kelly. Mẹ của Kelly thì luôn luôn nói mẹ là nhà quê, chỉ biết nội trợ, chỉ biết nấu ăn, không biết trang điểm. Thì ví dụ mỗi lần mà mẹ vuốt mascara thì mẹ vuốt nhẹ nhẹ giống như là phủ bụi đó, nó không ăn vào. Rồi xong rồi mẹ hỏi là tại sao cái này nó để là cong lông mi, dày lông mi mà không thấy gì hết. Là tại vì mình xài không đúng. Cho nên khi mà các bạn xài sản phẩm hay là xài phấn, mình phải xài cho nó đủ cái độ lượng thì nó mới nhìn ra một cái kết quả. Còn mẹ của Kelly hay là thường cứ phớt phớt sơ sơ như vậy, nó không ăn được thì nó không làm thay đổi theo cách mình mong muốn. Cho nên vì thế cái cách mà mình đánh trang điểm nó cũng rất là quan trọng để có được cái kết quả như người mẫu mà trong cái hình mình đang nhìn. Ví dụ mẹ của Kelly đi thấy cái cô đó cái mascara đẹp quá, mẹ đòi mua thì mẹ mua về, thì đương nhiên cái mắt của mẹ, lông mi của mẹ nó không có dày như cổ rồi, nhưng mà cái chai mà cái cô đó xài nếu mà đánh theo một cái cách đúng á thì nó cũng tương đương giống như vậy. Còn này mẹ của Kelly thì cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng phớt phớt lên thì dĩ nhiên nó không ăn được, thì nó không có kết quả. Cho nên các bạn biết rằng là cái sản phẩm á nó là như thế thôi, nhưng mà cái cách kỹ thuật mà mình đánh á nó tạo ra cái ảnh hưởng cuối cùng nhé. Rồi đây, một mắt đã đánh mascara rồi và một cái chưa đánh, thì các bạn thấy rằng khi mà mình đánh mascara hoặc là mình đeo lông mi giả thì nó làm cho cái lông mi mình nó rõ nét hơn đó. Thì nhìn đó, khi mà mình nhìn thì mình sẽ thấy nó đẹp hơn, các bạn thấy không? Còn bên này chưa đánh thì nó không có thấy rõ. Ok, ok. Và đó, sau khi các bạn đã happy với cái kết quả rồi thì các bạn có thể ngưng, hoặc là các bạn muốn nó dày hơn thì các bạn có thể đánh thêm một lớp nữa. Có nghĩa là mình bỏ vô, mình lấy ra rồi mình đánh lại chồng lên nhé. Đó. Thì khi mà mình đánh mascara xong thì coi như là cái mắt mình nó đã đó. Thì đây là cách mà mình có thể kiểm tra được cái lông mi của mình. Ok. Và đặc biệt là các bạn nào mà gắn lông mi giả, mình nên có cái gương để khi mà mình gắn xong á, mình có thể tự nhìn coi nó có ok chưa. Là tại vì khi mình nhìn như thế này thì mình sẽ thấy được cái người đối diện mình hay là cái người bên cạnh mình sẽ nhìn như thế, thấy như thế nào đó. Thì riêng Kelly thì Kelly rất để ý về những cái chi tiết này. Kelly thấy những cái chi tiết nhỏ như thế thôi mà nó làm cho cái trang điểm mình nó nhìn nó flawless, nhìn nó nhẹ nhàng, nó tự nhiên hơn. Rồi xong thì cái mắt tương đối với Kelly là xong rồi ha. Các bạn nào muốn vẽ thêm glitter, sparkle hay là kim tuyến gì lên thì cái đó là extra, mình có thể vẽ. Nhưng mà đối với Kelly như vậy là thường thường Kelly làm, Kelly đánh như vậy. Bước cuối cùng là đánh môi. Thì một trong những cái mà Kelly thích nhất là đánh son. Kelly mê son lắm. Thì cái môi của Kelly á, như Kelly có chia sẻ là nó đã được khử thâm rồi. Lúc xưa cái môi của Kelly nó bị thâm tím, cho nên khi mà đánh màu son gì lên nó không ăn cái màu đó, nó cứ bị cái tím bầm ở cái môi. Nhưng mà em của Kelly đã chỉnh khử thâm cho Kelly. Vì thế bây giờ cái môi của Kelly nó hòa, nó nhẹ hơn. Thì á, bình thường trong ngày Kelly sẽ xức cái
ornament này. Cái ornament này nó rất là tốt nha các bạn, vừa cho nam cho nữ. Chỉ cái này nó hơi bóng tí xíu thôi, nhưng mà mình xịt nam mà xịt ít thì nó sẽ không thấy bóng. Nhưng mà cái này nó có vitamin A and D và nó làm cái môi mình nó không có bị bong da mà nó bị lột da. Lúc xưa cái môi của Kelly nó khô lắm, với nỗi mà Kelly phải bóc cái da của mình ra bị chảy máu nữa. Cho nên từ ngày mà Kelly xài cái này á, nó giúp cho cái môi của Kelly nó giữ độ ẩm và nó không có bị khô. Đó. Các bạn có thể dùng tay nếu mà tay mình sạch. Mà nãy giờ Kelly đụng phấn này nọ cho nên Kelly dùng cái Q-tip để nó không có bị dơ. Rồi mình đánh một lớp trước khi đánh son. Ok, các bạn luôn luôn nhớ là mình phải đánh kem dưỡng môi nhé. Cũng giống như hồi nãy các bạn thấy, trước khi Kelly đánh phấn, Kelly phải đánh cái mist và cái dưỡng da. Thì cái môi mình cũng vậy, trước khi các bạn đánh son trên cái môi mình thì mình phải dưỡng cái môi mình để trong cái quá trình mà mình đeo cái son á, nó không làm cho cái môi mình nó bị khô. Và có những trường hợp mình bị dị ứng môi son hoặc là cái sản phẩm đó mà mình để cái môi mình trơ trọi khi xức cái son không, thì nó làm cho cái môi mình nó bị khô và bị bong da và chảy máu đau lắm. Cho nên trước khi mà đánh son, Kelly luôn luôn xức cái đó, cái moisturizer ornament đó. Và các bạn thấy rằng sau khi mà Lilo khử thăm cái môi của Kelly á, các bạn thấy không, nó không còn là cái màu tím đỏ nữa mà nó hồng tự nhiên, tại vì cái này là cái màu mà da của mình tự nhiên. Còn lúc xưa là Kelly từ nhỏ tới lớn là bị thâm môi rồi, cho nên thâm môi nó làm cho mình nhìn già đi cũng gần 5 tuổi đó các bạn. Cho nên khi mà cái môi mình mà nó hồng tự nhiên trở lại, mình chỉnh cái xăm xanh hồi xưa và nó thành nâu lại, nó tóm lại là cái màu nâu nó làm cho cái da mình nó thấy ấm. Còn cái tông xanh này nè, nó làm cho cái da mình nhìn nó già lắm. Và đó là cái hoàn cảnh của rất là nhiều người mà hồi xưa đi xăm, thậm chí Kelly cũng bị như vậy đó. Okay. Rồi cuối cùng là son ha. Thì đây Kelly sẽ, cái son này là Kelly mới thử, Kelly rất là thích. Nó là Make Up by Mario. Cái này nó gọi là Syria. Okay. Và cái màu nó là cái màu nude các bạn. Cái màu nó không có quá nó không có quá nude, nhưng mà nó hơi có cái tông hơi hơi cam cam đó. Thì đây Kelly xếp cho các bạn xem. Và cái này nó nhìn nó rất là tây, cho nên các bạn nào mà thích cái môi mà nhìn nó hơi tay tay tí xíu, thì á tái tái tí xíu, thì cái này màu này Kelly đang xài thấy rất là đẹp. Đó, các bạn thấy không? Hồi nãy thì cái môi của Kelly nó hồng, còn bây giờ Kelly đánh cái này lên, nó làm cho cái môi nó tái bớt. Nhưng mà tái không như vậy á vẫn chưa đẹp, phải đánh luôn cái lip gloss này. Thì cái lip gloss này á, cũng là của Make Up by Mario, nó gọi là Golden Nude. Ok, thì khi đánh lên á, nó có cái độ bóng rất là đẹp. Kelly thích điệu lắm các bạn, cho nên tốn không biết bao nhiêu tiền cho mỹ phẩm. Và đặc biệt là Kelly thích trang điểm cho khách của Kelly, cho nên chỉ khi mà mình tự trải nghiệm, mình thử thì mình mới biết được nó như thế nào. Cho nên Kelly làm cái nghề này cũng trời cũng khiến, Chúa cũng khiến, tại vì điệu quá cho nên vô cái ngành làm điệu là đúng nhất.
Rất là thích luôn các bạn. Đây là cái môi sau khi mà đánh hai cái son này, nó nhìn nó tay tay nó đẹp làm sao á. Thật sự trên màn ảnh thì các bạn không thấy đâu, nhưng mà ở ngoài, nhìn ở ngoài thì cái môi mình nó cái màu nude mà nude cam cam nhìn rất là đẹp. Rồi, và đó là Kelly đã xong phần trang điểm. Bạn thấy điệu không? Nhưng mà đây là cách mà Kelly đang đánh gần đây mà Kelly rất thích và xin chia sẻ với các bạn. Có những bạn có nhắn tin Kelly hỏi để học trang điểm thì Kelly sẵn đây cũng làm video, làm rất là từ từ và rất là chi tiết để các bạn có thể ngồi xuống vừa coi và vừa làm cùng với Kelly. Thì nếu mà Kelly dạy các bạn trực tiếp thì nó cũng như thế thôi. Nhưng mà cách này thì các bạn đỡ phải mất thời gian đi tới Kelly, đỡ tốn tiền phải học. Và thứ ba nữa là các bạn có thể coi đi cái video này, coi đi coi lại để mình thực tập. Và sau khi các bạn làm trên 10 lần nha, Kelly luôn khuyên những người mà Kelly chia sẻ là mình học bất cứ cái gì mới, mình ráng làm ít nhất 10 lần. Tại vì sau 10 lần á, mình mới làm quen và mình biết cách và mình làm nó nhuyễn hơn, thì lúc đó mọi sự đều dễ dàng. Trừ vì mình không thích thôi. Nếu mình không thích cái đó thì dù cho học cái 100 lần cũng sẽ không giỏi. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà đã muốn học làm đẹp, muốn làm cho mình xinh xắn hơn, muốn làm cho mình đẹp hơn, thì các bạn đã muốn rồi, thì khi mà các bạn chịu khó chịu khó làm thì nó sẽ dễ dàng. Và đặc biệt rằng phải làm 10 lần trở lên thì hãy kết luận là cái này dễ làm hay không dễ làm. Chứ có những chị mà đến cắt tóc với Kelly cứ nói rằng là chị không biết làm tóc, chị không biết trang điểm. Rồi xong rồi Kelly hỏi là xin hỏi chị làm nghề gì vậy, thì các chị nói rằng là chị làm nghề nails, chị làm nghề computer, chị là nội trợ nấu ăn. Kelly nói trời đất ơi, những cái nghề đó là những cái mà Kelly không làm được. Kelly làm nail Kelly thấy khó quá, Kelly nấu ăn thì càng thấy khó hơn, mà Kelly làm vi tính thì càng mù tịt. Cho nên thật sự các chị rất giỏi, chỉ là chưa biết cách làm hoặc là chưa có người hướng dẫn thôi. Thì mong rằng những cái video này từ từ, chậm chậm, chi tiết, thì mong rằng có thể giúp được cho các bạn cách biết thêm về trang điểm và làm tóc nếu mà bạn không biết rồi. Và qua những video này, Kelly ngoài vấn đề chia sẻ để cho chúng ta giúp nhau mỗi ngày mỗi đẹp hơn, nó cũng là những video mà Kelly muốn trở thành tiếng nói cho tệ nạn buôn người và ấu dâm. Một trong những cái tệ nạn mà Kelly rất là quan tâm hơn cả chục năm nay, mà Kelly luôn là tiếng nói cho những trẻ em và những người phụ nữ không nói được. Cho nên khi các bạn coi và subscribe to cái YouTube channel của Kelly, coi những cái video của Kelly làm ở trên YouTube hoặc là Facebook, thì nó giúp cho Kelly có được cái nguồn chi phí từ YouTube trả tiền để mà Kelly có thể dùng cái tiền đó để giúp cho những sinh hoạt mà Kelly tham gia cho Better Future for Kids hoặc là Hội Áo Dài Canada, để làm những cái sinh hoạt mà để trở thành tiếng nói cho cái tệ nạn này. Cho nên cảm ơn các bạn xem, subscribe, ủng hộ, chia sẻ. Thì qua đó nó giúp cho cái tiếng nói của Kelly nó đi xa hơn. Thì cảm ơn các bạn theo dõi, coi. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì cứ hỏi ở dưới để mà Kelly có thể giải thích cho các bạn. Rồi bây giờ Kelly sẽ lấy tóc ra cho các bạn xem ha. Đây, Kelly sẽ đi qua bên này thì các bạn sẽ thấy hơn. Rồi, đó, ok, đây. Nãy giờ Kelly set up chắc cũng cả tiếng đồng hồ rồi.
rằng cái này nó rất là tiện. Tại vì trong lúc mà Kelly làm cái YouTube, làm cái video này về làm trang điểm, thì là cái tóc của Kelly nó cũng đã được set luôn. Thì hồi nãy giờ hai bên này các bạn thấy Kelly kéo lên cao á, thì nó giúp cho cái tóc nó phồng hơn. Đây, Kelly quay ra cho các bạn xem nhé. Thì khi mà quấn xong, các bạn thấy rằng cái tóc mình nó thấy rằng là khi mà tóc mình nó thẳng á, mình sẽ không thấy được những cái đường nét này. Nhưng mà khi mình quấn gọn xong thì cái vòng tròn á, nó giúp làm cho từng cái layer của mình nó ra như thế này nè các bạn đó. Thì nếu mà các bạn muốn có cái này, các bạn có thể dùng cái lược tròn và sấy. Nhưng mà nếu làm như thế thì sẽ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, trong khi các bạn chỉ cần quấn cái này trong vòng có nửa tiếng hay một tiếng thôi, thì tóc mình nó đã quấn như thế này rồi. Và cái này nó giữ được nét luôn đó. Và các bạn nào mà thích bới nữa lên ha, ví dụ các bạn mua những cái cây kẹp như thế này, thì bạn nào mà thấy chỗ này hơi xẹt mà muốn cho nó phồng lên, thì mình có thể làm phân nửa. Thì cách mà làm phân nửa thì các bạn sẽ vuốt tóc trở lại như thế này ha. Rồi mình lấy phân nửa đây, đưa ra sau xong rồi mình đi ngược lên đây nè. Mình lấy phân nửa ha, sau đó mình đẩy ngược về phía trước đó. Khi đẩy ngược về phía trước, mình tụm cái tóc lại như thế này, sau đó mình đẩy về phía trước, các bạn sẽ được cái độ phồng ở trên này nè đó. Thì khi mà mình không muốn cột tóc lên và mình cũng không muốn nó thả xuống nó xẹt, thì các bạn có thể làm phân nửa như thế này, sau đó mình lấy cái kẹp đó, mình kẹp vô. Thế là nó giữ được nét. Sau đó các bạn bỏ vài cộng xuống như thế này để cho nó framing cái mái của mình nè. Và trông rất là dễ thương. Các bạn có thể đeo như thế này, chứ mỗi lần mà ví dụ mình muốn để tóc lên mà mình cứ cột lên mà mình để xẹp á, thì nhìn cái mặt mình nó không có volume, thì nhìn nó flat lắm. Còn các bạn mà để tóc như thế này á, thì nhìn nó có volume hơn. Rồi đây, đằng sau thì nó nhìn như thế này đó. Và đó là cách mà Kelly làm tóc rất là dễ dàng. Những người mà thấy Kelly tóc thì cứ nghĩ rằng là phải làm cái gì rườm rà, phức tạp hay là cầu kỳ lắm. Nhưng mà thật sự Kelly chỉ quấn hot roller như thế này, rồi sau đó thả ra và làm như thế thôi là xong. Rồi đó là cách Kelly làm trang điểm tóc và make up thường ngày khi đi làm. Các bạn xem thấy rất là dễ đúng không? Thì mong rằng các bạn có thể xem video này và thử thực hiện. Nếu mà các bạn thích cái cách mà Kelly làm tóc và trang điểm, thì các bạn có thể vừa coi video mà vừa làm theo. Xin chúc các bạn trang điểm và làm đẹp cho mình thành công. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có những người phụ nữ không chịu làm cho mình đẹp thôi. Cho nên cảm ơn các bạn đã coi video chia sẻ này, và mong nó giúp ích gì được cho các bạn. Và qua những video này, Kelly xin là tiếng nói.
dân, trẻ em và phụ nữ. Sắp tới đây là ngày 15 tháng 5 thì Hội Áo Dài Canada có tổ chức cái áo dài parade ở dưới Toronto City Hall. Sẽ có cuộc diễn hành. Thì hôm đó mọi người sẽ mặc áo dài. Thứ nhất là để quảng bá cái văn hóa và chiếc áo dài Việt Nam của chúng ta, và qua đó sẽ đi diễn hành để mà chúng ta là tiếng nói để chống tệ nạn buôn người và áo dâm. Hàng năm từ 2016 cho tới giờ thì ngày 15 tháng 5 dù cho có tổ chức chương trình hoặc là không có tổ chức chương trình, thì khi mà ngày hôm đó Kelly đi ra ngoài đường, Kelly đi làm, thì Kelly mặc chiếc áo dài. Có một năm Kelly đi làm, rơi vào ngày 15 tháng 5, thì Kelly mặc áo dài, thì khách của Kelly nhìn Kelly hôm nay sao tự nhiên thấy khác khác, thấy đẹp, thấy sang, thấy trịnh trọng hơn. Thì họ hỏi là Kelly mặc trang phục này là trang phục gì? Thì khi mà mình mặc cái trang phục áo dài của chúng ta, nó có một cái lý do để người ta hỏi thăm mình, người ta hỏi cái trang phục này là cái gì, tại sao cô lại mặc. Thì chính vì người ta hỏi thì Kelly có dịp Kelly chia sẻ rằng đây là cái trang phục truyền thống của dân tộc của Kelly, dân tộc người Việt Nam. Kelly mặc cái này hôm nay là muốn trở thành tiếng nói để chống tệ nạn buôn người và áo dâm. Cho nên qua cái đó người ta hiểu được cái đề tài này. Có những người Kelly chia sẻ người ta cũng không biết tệ nạn áo dâm, tệ nạn buôn người là gì. Nhưng mà mình khi mình có thể là tiếng nói cho những người, những trẻ em mà không nói được, thì mình chia sẻ với những người xung quanh, người trong chỗ làm, người đi ngoài đường, người lạ, người không biết, thì người ta biết được cái tệ nạn này, và nhiều người biết cái tệ nạn này, thì hy vọng rằng có thể giúp ngăn ngừa cái tệ nạn này nó xảy ra tiếp tục. Cho nên may là năm nay sau 2 năm Covid, thành phố Toronto đã cho tổ chức lại những cái sự kiện public, những sự kiện mà cho đông người. Thì ngày 15 tháng 5 sắp tới đây là Hội Áo Dài Canada With Us Group và Better Future for Kids có tổ chức ngày Áo Dài Day, vinh danh chiếc áo dài Việt Nam của chúng ta, và đồng thời qua cái đẹp, qua cái tôn vinh đó là bao nhiêu trẻ em, phụ nữ Việt Nam ở Việt Nam hoặc ở trên thế giới đang là một trong những nạn nhân của tệ nạn buôn người và áo dâm. Cho nên vì thế khi mà chúng ta mặc chiếc áo dài thì chúng ta chia sẻ với các bạn trên thế giới, chúng ta không phải chỉ mặc vì nó đẹp thôi, đương nhiên là nó đẹp, nhưng mà chúng ta có một cái sứ mệnh, chúng ta lên tiếng cho những người phụ nữ mà không nói được, cho những trẻ em mà bị lạm dụng, bị hành hạ trong cái tệ nạn này. Cho nên khi mà chúng ta đi cùng nhau, chúng ta sát cánh với nhau, chúng ta cùng đi từng bước, là chúng ta đi cho cái sự tự do của những người mà đang là nạn nhân của cái địa ngục trần gian này, trong cái tệ nạn buôn người. Cho nên vì thế mong rằng các bạn nào có thấy những cái bài post mà Kelly có chia sẻ từ Hội Áo Dài Canada về ngày áo dài đây, xin các bạn rủ bạn bè, người thân, người trong sở làm, bất cứ ai cùng đi. Theo Kelly được biết rằng là các bạn nào mà không có áo dài thì Hội Áo Dài có thể provide cho các bạn. Hội Áo Dài Canada có bán hoặc là có cho thuê hoặc là cho mượn, thì các bạn có thể cùng mặc chiếc áo dài để chúng ta đi diễn hành, chúng ta mừng ngày áo dài đây, ngày 15 tháng 5, và qua đó chúng ta đi diễn hành với nhau để chúng ta trở thành tiếng nói. Thì hôm đó các bạn có thể lái xe đi cũng được, đạp xe đạp cũng được, rollerblade cũng được, đẩy con đi xe cũng được. Có nghĩa là chúng ta cùng nhau đi trên đường ở dưới trung tâm thành phố Toronto để chúng ta
trở thành tiếng nói mạnh về cái tệ nạn này. Thì Kelly có chia sẻ trên cái Facebook và Hội Áo Dài Canada Facebook page cũng có chia sẻ luôn, thì các bạn nào muốn tham gia đăng ký có thể tham gia đăng ký, hoặc là hôm đó các bạn muốn đi cùng với nhóm thì rất là welcome các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn đăng ký trước thì các bạn sẽ biết rõ cái lịch trình, cái chương trình thì nó dễ cho các bạn hơn. Và cái chương trình này không phân biệt sắc tộc, người Ấn Độ, người Nhật, người Hàn, người Trung Hoa, bất cứ ai cũng có thể đi cùng với chúng ta. Quan trọng là chúng ta đến với nhau vì mục đích chính, đó là chúng ta tôn vinh cái văn hóa đẹp của Việt Nam. Cũng giống như hàng năm, Kelly rất là ngưỡng mộ cái văn hóa của người Nhật Bản. Với cái mùa hoa anh đào mà sắp tới đây, họ mở ở trong những cái khu công viên mà có những hoa anh đào, những người Nhật. Thậm chí Kelly, hàng năm Kelly cũng mặc trang phục kimono để mà đi dự cái lễ hội của người Nhật Bản. Về hoa anh đào thì Kelly mong rằng các bạn sắc tộc khác cũng sẽ quý mến chiếc áo dài Việt Nam của chúng ta ngày 15 tháng 5 để họ cũng mặc chiếc áo dài của chúng ta để mà đến tham dự những cái sinh hoạt của người Việt mình. Thì xin các bạn nào đi được thì xin tham gia, hoặc nếu các bạn không đi được thì xin chia sẻ cho bạn bè, đăng lên Facebook page để cho mọi người biết, để chúng ta cùng nhau đứng chung với nhau để vì những nạn nhân của tệ nạn buôn người. Và những công việc mà sinh hoạt mà hội With Us Better Future for Kids và Áo Dài Canada làm thì không thể nào làm được nếu không có sự đồng hành của mọi người. Đương nhiên tất cả những cái tổ chức nào cũng phải có một cái gì, người nào hay là một cái nhóm nào đó đứng ra để làm những cái giấy tờ, thủ tục, tổ chức này nọ. Nhưng mà cái này là một cái sinh hoạt của cả cộng đồng chúng ta. Mong rằng tất cả anh chị em, cô chú, các bác, đặc biệt là những bạn trẻ, thậm chí những em nhỏ, hãy cùng nhau mặc chiếc áo dài, nam nữ luôn. Áo dài của chúng ta là vừa có nam vừa có nữ, chứ không phải là chỉ các cô, các chị, các bác mới mặc đâu nhé. Cho nên các anh mặc áo dài cũng rất là đẹp. Xin hãy ra cùng đi, cùng đồng hành để chúng ta vinh danh chiếc áo dài Việt Nam, chia sẻ cái văn hóa đẹp của mình cho các bạn đa sắc tộc ở thành phố Toronto này. Và ngoài ra chúng ta cũng là tiếng nói để chống tệ nạn buôn người và áo dâm. Cho nên một chút chia sẻ với các bạn về ngày 15 tháng 5. Các bạn tranh thủ được thời gian thì xin tham gia nhé. Chương trình là từ hình như là 3 giờ tới 6 giờ chúng ta sẽ đi diễn hành. Nhưng mà trong đó có phần văn nghệ, có phần chia sẻ của những politician ở đây, cùng đồng hành với cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và chúng ta đến đó, City Hall rất là đẹp, trung tâm thành phố Toronto rất là đẹp. Cho nên các chị, các cô có thể, các anh có thể mặc đồ áo dài rất đẹp diễn lên ngày hôm đó để chúng ta có những hình ảnh thật đẹp để lưu lại kỷ niệm này. Cho nên vì thế xin kêu gọi các bạn thiện nguyện viên, các nhiếp ảnh gia, tại vì sự kiện chỉ xảy ra một ngày thôi, nhưng mà nhờ những cái hình ảnh lưu lại qua những cái ống kính chuyên nghiệp của những người nhiếp ảnh gia đam mê về nghệ thuật thì sẽ lưu lại những cái khoảnh khắc rất là đẹp. Cho nên xin kêu gọi các anh nào hay các chị nào mà hôm đó có thời gian thì xin có thể giúp về vấn đề photography. Và tất cả mọi người già trẻ bé lớn, xin mời quý ông bà và anh chị em cùng tham gia ngày áo dài đê nhé. Rồi, em xin cảm ơn video chia sẻ này cũng đã dài rồi. Và xin chúc mọi người một ngày thật an lành. Và xin hẹn gặp tất cả các bạn trong những video kế tiếp. Xin chúc một ngày bình an và xin hẹn gặp lại. Xin chào các bạn nhé. Bye bye.